Vâng, em xin chào cả nhà, chào anh chị em. Hôm nay em chia sẻ cho mọi người một ít cái dòng mắt ngủ của cây thân huyết nhá, lá kẻ và mắt ngủ của Bảo Duy và người đẹp không tên. Thì đầu tiên em đi vào cây thân huyết trước này, bởi vì hôm nay em chạy sang vườn để em cắt mắt ngủ về cho anh chị em. Đấy. Đây là chậu thân huyết, cái chậu này trong mùa thì em cũng cho các bác xem rồi. Đúng không? Trong mùa thì nó còn vàng đỏ, vàng hơn đây rất là nhiều. Tầm này thì lạnh như này mà màu nó vẫn còn giữ được như này là rất là ok này nhá. Đấy. Con này đặc điểm của nó là thân nó rất là đỏ. Mùa này thì nó có xuống màu rồi. Thì em quay cả trực tiếp cây này cho anh chị em xem nhé. Lát nữa em sẽ cắt ra khoảng 2 thân. 2 thân, mỗi thân khoảng hơn chục mắt ngủ thôi. Về em chia cho anh chị em. Thì em chia sẻ với giá là mắt đẹp như này là 250k cho một mắt nhé. 250k cho một mắt. Đấy, bác nào lấy 2 mắt thì em tính là 450 nhé. Bác nào lấy 2 mắt thì em tính là 450k cho 2 mắt. Với lại nói chung là mắt ngủ các bác lên lấy 2 mắt cho nó khỏe. Rất là đẹp. Đây là về cây kẻ thân huyết. Còn cái cây này là cây An Khang này. Bữa trước em có cắt một thân em chia anh chị em rồi. Đây, hôm nay quay trực tiếp tại cây cho anh chị em xem. Thì nay em sẽ cắt thêm một thân nữa nhé. Về chia sẻ cho các bác. Mắt rất là to đẹp. Thì An Khang thì em sẽ chia sẻ với giá là 250k cho một mắt nhé. Bác nào lấy 2 mắt thì cũng là 450. Thân nó đang vàng rồi các bác. Đấy, thân nó sọc xanh sọc vàng. Cũng là 250k một mắt cho cây An Khang. An Khang lá rất là to. Và tiếp theo là mắt ngủ của Lâm Cánh Trắng Bảo Duy. Thì rất nhiều anh chị em có hỏi mua mắt ngủ thì hôm nay em sẽ chia sẻ. Đây là Lâm Cánh Trắng Bảo Duy ạ. Cây đang mới vào chớm thắt ngọn nhá. Rất là đẹp. Đốt thì nó rất là to nhá, đốt to dài. Đây cũng là Bảo Duy. Bảo Duy thì em với cái mắt to đẹp như này nhá. Em chia luôn với giá là 1200k thì một mắt. Thì mắt này là nó rất là to, to dài đẹp cả nhà. Đấy. Chứ mắt của nó không lon quá. Đấy. 1200k cho một mắt, rất là đẹp. Đấy, còn cái mắt ở cái đoạn phía dưới này thì em chia là 1000k nhé. Đấy, bác nào muốn lấy mắt nhỏ cái đoạn dưới này thì em chia là 1000k một mắt. Còn cái đoạn to đẹp như này là 1200 nhá. Lâm Cánh Trắng Bảo Duy. Còn không tên thì nếu bác nào muốn lấy mắt không tên thì em có vài mắt này thôi. Em chia ở cái key 51 này cho nó dễ ra key nhá. Mắt rất là đanh đẹp. Không tên thì cái mắt này em chia sẻ với giá là 1400k một mắt. 1400k một mắt nhé, nhé. Rồi ok, em xin phép xuống like. Đấy, bác nào sưu tầm cái loại nào các bác cứ nhắn tin liên hệ với em nhé. Đấy, số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.